Trinh, Trinh, làm sao mà chạy hốt hoảng vậy? Bên đi quay, hôm nay không hiểu tại sao Doraemon lại đuổi theo Trinh á. Doraemon mà đuổi theo Trinh à? Trinh ở yên đây để Pennywise lên chiến đấu. À, tên quỷ đầu Doraemon kia, tại sao ngươi lại tấn công Trinh? Ui dồi ôi, các bạn ơi, tên quỷ đầu Doraemon dùng bảo bối chuông ở cổ rồi. Ui, hắn đang dùng chuông, ui, đau đầu quá. Trời ơi, âm thanh gì mà chói tai này, ơi, đau tai quá. Vô lý thật, không lý nào, Doraemon lại tấn công mình. Đi qua, cẩn thận. Ui dồi ôi, Trinh ơi, hắn lại dùng cái bảo bối gì ở ngực hắn ấy. Tên quỷ Doraemon kia, hôm nay Pennywise sẽ cho ngươi nếm đòn. Làm sao thế này, Pennywise không thể điều khiển được tay. Trinh ơi, tên Doraemon tung ra cái bảo bối gì ấy, Pennywise đấm chậm lắm, không thể đấm được đây này. Ôi, chết rồi, sao Pennywise, những hành động của Pennywise lại chậm chạp được kia. Thôi chết rồi, quả này đã bị dính bảo bối của Doraemon rồi. Chắc chắn là bị dính bảo bối làm chậm, slow motion của Doraemon rồi. Chết rồi, quả này không ổn, quả này không ổn, phải gọi cho anh Tân ngay mới được. Tên kia, ngươi là ai mà dám tấn công Tân Barita? Ta là Phantom Erosan đây. Tân Pri, mau giao nộp Erosan ra đây. Hóa ra ngươi chính là Phantom Erosan. Bảo sao nó đạp mình mạnh thế anh em ạ, nhìn này. Có điện thoại. Trinh gọi. Alo Trinh à? Alo, anh Tân à? Hả, em nói gì? Anh Tân ơi, em với Pennywise hiện tại đang bị một con quỷ đầu Doraemon tấn công. Quỷ đầu Doraemon tấn công em á? Vô lý nhỉ, Doraemon bình thường là người rất tốt bụng anh em ạ. Không biết là sao tấn công Trinh. Bây giờ mình phải đang chiến đấu với tên này đã. Hôm nay Tân Pri ta sẽ cho ngươi ăn trưởng xích. Tân Pri ăn trưởng xích đi. Trưởng xích á? Tân Pri, ta trêu ngươi như thế là đủ rồi. Bây giờ ta phải đi đây. Tân Pri, ngươi bị mắc bẫy của ta rồi. Không có ai. Tân Pri, ta sẽ đặt tặng ngươi một quả bom xương ở đây. Cậu ở đâu? Phantanerosan. Đây chính là khung xương của Phantanerosan mà. Các bạn ơi, mình vừa bị mắc bẫy của tên Phantom Erosan các bạn ạ. Hắn biết đặt bom các bạn ạ. Đau ơi là đau luôn, bị hắn chôn. Tân Pri, ta không đùa với ngươi nữa đâu. Chẳng có xương của ta đây. Ta bảo này, bây giờ nhá, ta muốn gia nhập team Tân Pri cũng được không? Được. Phantom Erosan này, cậu trêu tôi như vậy là tôi đùa đấy, tôi giận lắm rồi đấy nhá. Nhưng mà bây giờ cậu nói về team Tân Pri đúng không? Được rồi, thế bây giờ nhá, đi về trụ sở tập đoàn Tân Pri nhanh với tôi nhá. Đi vào đây Phantom Erosan. Rồi đứng vào đây. Anh em ơi, trong lúc chờ đợi Trinh với lại Pennywise về ấy, thì mình nói thêm cho anh em một chút thông tin về cái tên Phantom Erosan này nhá. Về tạo hình ấy thì Phantom Erosan có cái nét tương đồng với lại Genosan nhá. Đây này, hốc mắt xanh, hốc mắt đỏ này đấy. Ngoài ra này, về sức mạnh thì hắn có Gatter Blaster này. Trong Minecraft ấy, và vừa nãy hắn đã thực hiện rồi đấy, đó là hắn có thể đặt bom anh em ạ. Trinh, Pennywise, thì tình hình như thế nào rồi? Ôi dồi ôi, may là em với Pennywise đã thoát khỏi quỷ Doraemon rồi anh ạ. Ôi dồi ôi, lúc ấy anh em gọi điện cho anh đang phải chiến nhau với tên Phantom Erosan. Thôi rồi, tất cả mọi người bình tĩnh nhá, đi vào phân tích sức mạnh của tên quỷ đầu Doraemon nhá. Tân Pri, thế tại sao cái tên quỷ đầu Doraemon này lại tấn công chúng tôi? Cậu giải thích cho tôi đi. Pennywise, tôi hiểu cái nỗi bức xúc của cậu rồi. Anh em nhìn này, đây nhá, cậu nhìn nhá. Đây là tên gọi là quỷ đầu Doraemon, tức là gì? Hắn là một dạng biến thể của quỷ đầu loa, nhưng cái đầu hắn thì rất giống Doraemon, nhưng thực ra hắn không phải Doraemon đâu, hiểu chưa? Thực ra ấy, tên quỷ này hắn đã ăn cắp bộ não của Doraemon, và cái phần bề mặt này bề đầu, cái đầu của nó này, nó đã thuê riêng một cái xưởng chế tác riêng nhá, để chế tạo ra cái đầu ấy giống hệt Doraemon luôn, để giả Doraemon đấy. Vừa nãy xin nữa thì em với Pennywise bị lừa anh ạ. Bình thường nhá, Doraemon là một người rất tốt, rất là tốt bụng, nhưng lại tấn công mình đúng là thật là vô lý vậy. Này Tân Pri, thế sức mạnh của cái tên quỷ đầu Doraemon này là như thế nào? Ôi dồi ôi, anh em ơi, sức mạnh của tên quỷ đầu Doraemon này thì cực khủng, bởi vì hắn đã ăn cắp được bộ não trí tuệ của Doraemon rồi. Chẳng qua là hắn nhái hình thù thôi, còn bên trong hắn tâm địa rất là xấu xa.
hắn có hai cái bảo bối, đó là thứ nhất là cái vòng đeo ở cổ ấy, đấy, cái chuông đeo ở cổ ấy, khi mà hắn lắc chuông lên nhá thì nó tạo ra âm thanh cực kỳ chói tai, gây tâm trí hoảng loạn luôn, đâm ra là phải chạy ngay lập tức. Thứ hai, bảo bối của hắn nguy hiểm nhất nhá, hắn sử dụng ấy, đó là chiếc túi thần kỳ của Doraemon các bạn ạ. Hắn sử dụng tất cả các loại bảo bối của Doraemon ở trong chiếc túi đấy để làm hại người khác, tấn công đối thủ. Em với Fatan Erosan đã hiểu cơ bản về sức mạnh của tên quỷ đấu Doraemon chưa? Hiểu rồi anh ạ. Nguy hiểm là thế nhưng vẫn có cách đối phó. Anh giao nhiệm vụ cho Fatan Erosan với Trinh nhá, nghiên cứu về cấu tạo và sức mạnh của nó nhá, báo cáo anh sớm nhất. Ok chưa? Let's go đi. Anh em ơi, bây giờ bọn mình ấy thì sẽ nghiên cứu về cái cách chiến đấu, phương pháp chiến đấu mình với Pennywise nhá. Ôi, Pennywise cậu cứ tưng tửng ấy, cậu cứ lo gì à? Thế cậu đã nghĩ ra cách gì để đấu lại tên quỷ đầu Doraemon này chưa? Tân Paris, cậu yên tâm, tôi biết làm ảo thuật nên là tôi có thể thôi miên tên quỷ đầu Doraemon này trong vòng hẳn 60 giây. Ôi, cậu có thể thôi miên sức mạnh của nó trong vòng 60 giây á? Hơn nữa nhá, tôi có thể lẻn vào cái túi thần kỳ ấy để tôi tráo đổi những cái đồ trong cái túi đấy của Doraemon. Ôi trời ơi, hay quá nhở, đúng là một nhà ảo thuật tài ba. Bây giờ nhá, nếu mà cậu thôi miên được nó đã là hay lắm rồi. Trong thời gian cậu thôi miên ấy, bọn tôi tấn công nó, xong là cậu có khả năng là trộm rồi, xong lại trao đổi đồ nữa. Hay đấy. Tôi nghĩ ra một cách này này, Pennywise này. Tôi bảo nhá, tôi biết là Doraemon rất sợ chuột anh em ạ. Doraemon rất là sợ chuột, đặc biệt là chuột nhắt. Tôi sẽ điều cả một đàn chuột luôn, là nghi con chuột luôn, để trêu Doraemon, để Doraemon sợ. Ok không? Let's go đi nào. Các bạn ơi, theo như mình phân tích thì cái phần đầu của con quỷ Doraemon này này là nó được làm từ nhựa siêu cứng siêu bóng của hãng Dorebratic nhá. Đấy, ngoài ra nhá thì cái sức chống chịu của nó ấy, độ cứng của nó ấy, có thể chịu được lực lên đến 9 triệu Newton. Ngoài ra nhá, chiếc chuông của nó ấy phát ra một tần số cực kỳ lớn luôn, nhưng mà cũng không phải là không có cách để đối phó với nó. Thì đây, mọi người nhìn đây ơi, đây là chiếc mâm phản tần số mọi người ạ. Chiếc mâm này có tác dụng là nhá, nó sẽ phản tất cả các tần số âm mà nó chịu được ở đây, phản lại để đối phó với con quỷ đấy. Ngoài ra mình còn nghiên cứu về túi thần kỳ của Doraemon thì nó có rất nhiều chiêu độc nhá. Thứ nhất là thuốc nhanh chậm này, thứ hai là dung dịch định hình, và thứ ba là ống tiêm cơ thể. Nào Trinh, anh em chuẩn bị sẵn sàng tập hợp đông đủ chưa? Sẵn sàng rồi ạ. Phương án chiến đấu ok chưa? Rồi anh ơi. Ok, anh em cùng chiến đấu với tên quỷ Doraemon nhá. Chiến đấu. Đây chính là tên quỷ đầu Doraemon nhá. Anh em ơi, làm sao anh, tôi không cử động nhanh được vậy? Nhà ra cái chất gì đây? Sao lại cử động chậm thế này? Ôi trời ơi, Pennywise, ta cũng không thể cử động nhanh được, cũng không thể đánh ai được thế này. Làm sao bây giờ? Khả năng là trúng thuốc nhanh chậm của Doraemon rồi. Ôi trời, đúng là nó nhả thuốc làm chậm rồi. Lại thuốc gì đây? Ui ôi, lại thuốc gì đây? Ui ôi, lại liên tục đây. Ui ôi, không kiểm soát được. Ôi. Con tự đánh nhau đây. Dừng lại. Con tự đánh nhau đây. Ôi em ơi. Đau em ạ. Cái tên mất dạy quyền Doraemon này. Dám lo anh em mình uống thuốc đánh nhanh, đánh lẫn nhau rồi. Trinh, để Pennywise lên chiến đấu với nó. Tên quỷ đầu Doraemon kia, hôm nay bên ngoài sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của ta. Ôi đau đầu quá, Pennywise ta không chịu được nữa rồi. Ôi rồi, nhất định là nó đã dùng cái chuông ở cổ để tạo ra âm thanh rồi, đau đầu quá. Chị, hình như nó phát ra cái âm thanh gì vậy em? Em không biết nữa. À đây, đúng rồi, em có cái mâm này là chính là cái mâm để phản tần số. Thì em dùng đi, em đánh đau đầu quá, em dùng đi. Tên quỷ đầu Doraemon, xem sức mạnh thôi miên của Pennywise ta đây. Thành công rồi. Tempuri ơi, tôi thôi miên được nó rồi. Pennywise, cậu làm tốt lắm. Tên quỷ Doraemon kia, ăn trưởng xương của ta đi. Không biết làm sao mà tên quỷ đầu Doraemon này xương cứ đánh vào lại bằng da vậy.
anh nhỉ? Ở Tân Paris ơi, Tân Paris, ở cái con được quỷ đầu Doraemon này, cái đầu của nó cứng lắm, cái xương của tôi không làm gì được. Trinh ơi Trinh, tại sao mà cái tên đầu Doraemon ấy, đầu nó cứng thế nhỉ? Anh thấy Fatan Erosan trưởng mạnh như vậy, trưởng xương mạnh như vậy mà nó không sao? Ui giời ơi anh ơi, đầu của nó ấy được làm từ hãng Doraemon. Vâng, thế đâm ra là cái đầu nó rất là cứng. Nó còn chịu được lực lên đến 9 triệu Newton cơ mà. 9 triệu Newton. Không thể nào phá được đâu. Bảo sao cái xương của Fatan Erosan không thể đánh lại được. Không ăn thua đâu anh ơi. Ôi dồi ôi, em ơi, bên đi ngoài. Nó nhả ra cái dung dịch gì nhỉ? Mình đang ở đâu này? Sao mình lại về trụ sở rồi? Về trụ sở rồi em ơi. Em ơi, tại sao nhá, anh thấy nó phun ra cái dung dịch gì ấy mà mình lại bị bay về trụ sở thế này? À em biết rồi, đấy là dung dịch định hình đấy anh ơi. Ồ, Pennywise cũng biết đấy là dung dịch định hình à? Trời ơi, thế thì đúng rồi các bạn ơi. Tên quỷ đầu Doraemon này đã sử dụng cái túi thần kỳ, đó là cái dung dịch định hình ấy. Tức là khi mà nhá, có phải là bắt đầu nó phun ra dung dịch đấy mà mình bị nó tấn công nhá, thì mình sẽ bị quay trở lại cái vị trí ban đầu ấy, mình xuất phát. Pennywise, tôi bảo này, cậu có khả năng á giấu đồ vào trong túi thần kỳ của Doraemon đúng không? Đúng rồi đấy. Ừ, thế thì tốt quá cậu ơi. Đây này, cậu cầm lấy dung dịch này đi. Đây nhá, chính là cái dung dịch mà gây ra ngứa đấy, dị ứng đấy. Cậu giấu vào trong túi của tên quỷ đầu Doraemon đi, cho ăn ngứa người lên nhá. Ok. Lên đi. Ha, tên quỷ đầu Doraemon, ta có món quà tặng ngươi đây. Ôi dồi ôi, Pennywise, người chơi trò gì vậy, ngứa thế nhở? Sao ngứa thế này, Pennywise người cho cái gì vào trong người ta thế này? À, tên quỷ đầu Doraemon kia, đi theo ta nhanh lên. À, đây rồi, ngươi bị mắc bẫy rồi. Ta tặng ngươi một quả bom. Ngươi bị mắc bẫy rồi, Tâm Bari ơi. Nó bị trúng bẫy của tôi rồi. Bị thương rồi kìa anh ơi, bây giờ mình phải làm sao rồi? Em yên tâm, em có biết điểm yếu nhất của Doraemon là gì không? Em không biết. Nó sợ chuột cực kỳ luôn. Sợ chuột ư nhỉ, đúng rồi, giờ em mới nhớ ra. Để anh điều một đàn chuột cho nhá, trêu tên Doraemon này. Được, anh điều đi. Ôi dồi ôi, sao lại ở đâu lắm chuột nhắt thế này? Ôi dồi ôi, sao lắm chuột thế này? Sợ quá. Ôi dồi, Tân Paris ơi, thôi, tôi xin ông đấy, ông tha cho tôi đi. Được rồi, Tân Paris tha cho ngươi, nhưng với điều kiện nhá. Thứ nhất là ngươi phải trả lại bộ não cho Doraemon. Thứ hai nên là ngươi phải đi ra khỏi khu vực ta đang sống. Vâng, Tân Paris ơi, tôi biết lỗi rồi. Tôi sẽ trả lại bộ não cho Doraemon và tôi phải đi khỏi đây. Tôi đi đây. Ê, anh em ơi, hôm nay là tất cả team mình nhá. Mình này, Trinh này, Pennywise này, Fatan Erosan này, hôm nay bọn mình nó có trận chiến gọi là kinh hoàng luôn, mới đấu lại được. Bởi vì là phải sao, tên quỷ Doraemon thông minh nhỉ em nhở? Đúng rồi, vừa thông minh nhá, quỷ Doraemon vừa thông minh vừa sức mạnh nữa. Ừ, lắm chiêu nữa, mãi mới đấu lại được cái sức mạnh thần kỳ của hắn đấy. Pennywise hôm nay giỏi đấy nhá. Ok nhá. Anh em ơi, anh em có gì ủng hộ chúng mình bằng cách là like video này nhá và đăng ký kênh Tân Paris nhá. Anh em thích mình về làm về san nào này, làm về quỷ nào thì đừng ngại ngần gì, comment ngay luôn dưới video này nhá, mình sẽ làm theo. Ok không? Bây giờ thì bye bye.